Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe Land Rover Range Rover HSE sản xuất là 2016 phiên bản máy 3.0 Xe hiện đang có mặt tại Auto 31, địa chỉ đơn vị là 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội Anh chị và các bạn có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử Bên đơn vị thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va, không ngập nước và có bảo hành cho anh chị và các bạn về khung gầm máy móc động cơ của chiếc xe. Để chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo chi tiết cụ thể về mẫu xe này. Với chiếc xe này thì bên đơn vị vẫn còn hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 75% giá trị xe. 70 đến 75. Để chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em gửi bảng kê chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Với chiếc xe Land Rover Range Rover HSE 3.0, sản xuất là 2015, mô 2016, đăng ký lần đầu là 2017. Xe có ngoại thất là màu trắng, làm bánh với quãng đường là 70.000 km. Sự đây là một cái phiên bản nhập Mỹ, có trang bị full đầy đủ các tính năng option như là cốp điện, rồi là cửa hít, hắt kính, cùng rất nhiều các tính năng công nghệ. Mẫu xe đã được lên Phong của năm 2021. các chi tiết các bác có thể quan sát qua về option bên trong của chiếc xe. Những cái chi tiết về ốc ác keo chỉ em sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Còn về tính năng công nghệ thì em mời các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng là 3133 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội có thể trải nghiệm lái thử. Phần cốp thì nó trang bị cốp điện mở hình vỏ sò. So. Đấy, những cái chi tiết lỉ của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp ạ chủ xe thì cũng rất cẩn thận trang bị một nốt thảm à, cao su giúp cho nó cái phần lỉ này nó còn sạch sẽ và nó không bị bẩn ghế cái phần sau thì ghế nó trang bị gầy, về ghế gập điện Đấy, những chi tiết ốc ác keo chỉ em quay rõ để anh chị bạn có thể tham quan qua anh chị và các bạn có thể là có nhu cầu hãy liên hệ em theo xuyên thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin cũng như là gửi những cái uh, ưu đãi để anh chị bạn có thể làm rõ một chiếc xe rất đẹp ạ tổng quan chi tiết các bạn có thể thấy với những thiết kế vuông vức khỏe khoắn của nhà land rover đây là chìa khóa của chiếc xe các bác có thể thấy qua thiết kế cũng rất là sang trọng với những cái chi tiết đèn của chiếc xe nó cũng rất là tỉ mỉ hệ thống mở cửa của chiếc xe nó trang bị uh, mở cửa key Let Go mở bốn cánh cửa và những cái phần chi tiết cắt à, à, về phần cánh cửa này, các bác có thể thấy qua thì phần ốc ác keo chỉ vẫn còn rất đẹp. Hệ thống ghế da cao cấp và hệ thống âm thanh Meridian. Cùng với đó là trang bị thêm cái cửa sổ trời và hai màn hình gối đầu siêu led với những chi tiết uh, cửa gió điều hòa trung tâm và những các phím điều chỉnh nhiệt độ để anh chị bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ nó phù hợp và phải cửa gió trên phần trần nữa những cái chi tiết các bạn có thể thấy về chất lượng ghế da vẫn còn rất đẹp và hoàn hảo không gian ngồi rộng rãi cho ba người ngồi tổng quan chi tiết của chiếc xe em quay qua để cho anh chị và các bạn có thể thấy xe rất đẹp Hệ thống an toàn thì nó có trang bị đầy đủ như k 360 rồi túi khí quanh xe, các tính năng cảm biến trước sau. Rồi là các chế độ lái cũng như là chọn đường để anh chị và bạn có thể lựa chọn theo cung bậc cảm xúc. Cùng đó với đó thì nó có trang bị giúp cho anh chị và các bạn một hệ thống giải trí âm thanh cực hay và màn hình giải trí đa chức năng. Đây là vi năm sản xuất của chiếc xe anh chị nhé. Sản xuất là 2015. Em cũng công khai rõ ràng thông tin cho anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Khi các bác xem kỹ mà cảm thấy ưng rồi, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình ủng hộ em. Và đây là những chi tiết về các phím bấm cũng như cần số của chiếc xe. Cần số thì trang bị cần số xoay thủ thò khi mà đề đổ lên thì nó sẽ trồi cần số lên. Màn hình hiển thị thông tin là nó trang bị màn hình điện tử. vô lăng bốn chấu bọc ra tích hợp các phím điều chỉnh chức lăng với những chất liệu cao cấp các bác có thể quan sát qua. Đấy, với những tính năng được tích hợp trên vô lăng rất nhiều. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần máy móc, công nghệ của chiếc xe này nó rất nhiều tràn ngập. Kể ra thì gió rất mất thời gian. Anh chị và các bạn hãy qua trực tiếp cửa hàng em sẽ mời anh chị và các bạn có thể trải nghiệm các tính năng của nó. Đây là cái những cái phần nắp capo em sẽ mở lên để anh chị bạn bạn cùng quan sát. Xe thì cũng vừa mới lấy về cửa hàng thôi Chưa hề dọn dẹp gì cả Nó vẫn còn hơi bẩn Để anh chị và các bạn thông cảm giúp em Đấy, những phần lắp cabo Anh chị bạn thể từ những phần keo chỉ ốc ác của chiếc xe Nó vẫn giữ được trong cái tình trạng là hoàn hảo Đấy, luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn Trên văn bản hợp đồng giấy tờ Và chiếc Land Rover Range Rover HSE uh, Máy 3.0 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 4 tỷ 099 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho các bác có nhu cầu để chi tiết cụ thể hãy lên hệ em em sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe sản xuất 2015 đăng ký lần đầu là 2017 này một chiếc xe rất đẹp ạ sử dụng khối động cơ máy 3.0 super cùng với hệ dẫn động 4 bánh kết hợp với hộp số tự động có cùng với các chế độ đường để anh chị bạn có thể lựa chọn Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mùa xe cũ.